những trải nghiệm hấp dẫn khi đến Vinpearl Harbor. 1. Đi cát treo chiêm ngưỡng toàn cảnh vịnh biển thiên đường Nha Trang từ độ cao trung bình 50 từ mét. 2. Trải nghiệm đường đua gò cắt với dàn siêu xe đẳng cấp với tốc độ tối đa lên đến 80 km mỗi giờ cùng sân đua dài 530 m mô phỏng đường đua S1 chuyên nghiệp mang đến trải nghiệm chân thực và trọn vẹn. 3. Chuối cửa hàng mua sắm đỉnh cao 24 trên 7. Đại lộ mua sắm ven đường biển. Chợ trong nhà Harbor Market. 4. Vinh Tuần Hà Bao được mệnh danh là thiên đường ẩm thực đa quốc gia khi hội tụ những món ngon từ A đến Âu. Đến đây, du khách có thể thỏa lòng thưởng thức hải sản và đặc sản Nha Trang tươi ngon từ những thương hiệu ẩm thực nổi tiếng như ớt xanh, mai hương, vịnh san hô, thanh sương. 5. Vũ hội hóa trang Manti Cà Lâu độc đáo Du khách có thể hòa mình vào vũ hội hóa trang Manti Cà Lâu độc đáo. 20 diễn viên hóa thân thành các nhân vật hoàng gia Manti Cà Lâu tạo nên không gian văn hóa Manaco đầy lôi cuốn. 6. Các show diễn đặc sắc Vinh Tuần Harbour còn ghi dấu ấn đặc biệt qua những show diễn hoành tráng được giàn dựng công phu từ đội ngũ sản xuất hàng đầu thế giới. Đây là những trải nghiệm giải trí ấn tượng mà du khách không nên bỏ qua. 7. Vinh Tuần Harbour sẽ là nơi lý tưởng để du khách trải nghiệm cuộc sống về đêm không ngủ với muôn vàn hoạt động thú vị. Trung tâm giải trí mới của thành phố biển này mang chọn không gian náo nhiệt cổ phố tại hiện Hà Nội và phố bùi viện thành phố Hồ Chí Minh với các mô hình quán bar, lơn và club, tạo nên tổ hợp giải trí hấp dẫn.